nhảy mã cánh trái ra biên nhằm tăng tốc độ xuất quân cánh trái. Đây là nước cờ mà Hồ Vinh Hoa thích chơi. Đến đây, đen có hai cách. Một là mã 8 tiến 7 và hai là pháo 8 bình 5. Phương án nhất của đen, mã 8 tiến 7. Tiếp theo. Đỏ chuẩn bị đổi tốt nhằm mở rộng nước tiên, nhanh chóng chiếm cứ điểm quan trọng. Đỏ tiến tốt 9, một mặt nhằm thông mã, mặt khác là ép mã đen. Đổi pháo, giản hóa cục thế. Đen mã 7 tiến 6 vì không có cái nào hay hơn. Đỏ đang dọa xe 4 bình 3 ép mã. Đến đây, cờ đỏ hơn tốt. Các quân linh hoạt, dễ đi. Phương án thứ hai của đen, pháo 8 bình 5. Đen đưa pháo vào trung lộ nhằm phản kích. Đây là nước cờ mạnh mẽ. Tiếp theo, đỏ ứng phó. Đỏ nhảy mã quỳ. Đổi lại, như đỏ nhảy mã trong. Tiếp theo. Cờ đen có thể tranh hoành được. Ở đây, đỏ nhảy mã quỳ. Tiếp theo. Đen hoành xe cánh trái. Đổi lại, như đen nhảy mã trong cánh trái. Tiếp theo. Cờ đỏ có cơ hội mở rộng nước tiên. Ở đây, đen hoành xe cánh trái. Tiếp theo. Đỏ bình pháo sang tuyến 3 đánh tượng. Nước cờ hay đoạt nước tiên. Đen bỏ pháo đầu để thay đổi hình trận. Đổi lại, như đen bay tượng lên biên. Tiếp theo. Cờ đen mất quân. Ở đây, đen pháo 5 bình 7. Đấu pháo. Sửa lại hình cờ.
đỏ tiến pháo nhằm duy trì khả năng đi pháo xuống đáy. Nước cờ này nhằm cản trở không cho mã 6 của đen di động. Đỏ tiến xe kỵ hà, nước cờ then chốt, khống chế cục diện. Đây là nước cờ tính toán mang tính xa xôi. Tất nhiên, ở đây đỏ không thể ăn mã, vì đen sẽ lùi pháo, lấy lại quân. Cờ đỏ không lợi gì. Ở đây, đỏ tiến xe kỵ hà. Tiếp theo. Đỏ pháo 2 bình 3 duy trì việc khống chế mã. Đỏ bình pháo đánh mã, đánh đúng điểm yếu của đen. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại diễn biến của phương án này. Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận phi tượng.